Ok. Bớ ông nội Phượng ơi. Rồi có chắc đó bây Được giờ mình mới nói ok anh. Rồi, chào lại tất cả. Chào anh với là chào tất cả mọi người trở lại thì mình cũng tôi nói cho anh nghe nè, thiệt á, cái thằng cha Mỹ này thì không phải con nhà giàu, cái nhà giàu nó làm cái kiểu việc kiểu đó, kiểu làm việc là nó phải có bài bản thế này. đúng rồi. Tôi nói cho anh nghe là tôi trồng một cái răng của tôi bên này, thằng cha bác sĩ của tôi ở chỗ đây nó quay cho tôi, đó là nó quay răng cho tôi, là từ hồi mà tôi chưa có con là bắt đầu nó quay răng cho tôi. Thế thì mà cái lần cuối cùng mà nó giới thiệu đi thằng cha kia mà nó làm cái răng của tôi đây, chỉ có một cái răng thôi mà nó đi qua đi lại ba hai thằng bác sĩ, nó cứ đi qua đi lại thế này, nó hôm nay nó thằng này làm một chiếc gửi qua thằng kia thì nó gửi lại, mà chỉ có một cái răng thôi anh. Tôi nhớ là thiệt, tôi nói có trời, nó chơi với tôi 10.000 đồng bạc một cái răng, một cái một thôi. Thế thì Cái bây gì? giờ mình này 10.000 đô hả? 10.000 một cái răng của tôi ở trong đây là, thế thì năm đó là năm Trời hai ơi. 2018 19 vậy đó. Thế thì có một lần đó tôi về Việt Nam, cái không may là cái răng cửa của tôi nó gãy, mà cái răng cửa đó lại biết không, tôi nói thì giờ nó về Việt Nam thì mình phải làm. Tôi đi cái thằng bác sĩ, ở thằng cha bác sĩ ở ngoài Bắc, ở Hà Nội, tôi nói nó là bác sĩ khoa cho coi, chứ còn cái răng này Việt Nam hoặc bên Mỹ nó nói tôi là nếu mà cái răng này muốn làm nó là tôi phải làm, nó phải nhổ ba cái răng kia đi thì nó mới làm được, chứ còn nó làm một cái nó không làm. Nó nói cái bác sĩ nó bảo chứ họ nói cũng đúng đó bác, tại vì đó là cái kiểu như vậy. Nhưng mà tôi nói là tôi bác sĩ làm được một cái được không, cho cháu làm được, má nó làm tôi một tuần lễ thiệt á. Tôi nói có trời, làm đúng một tuần lễ là nó làm gọn gàng mà đẹp thật là đẹp. Tôi nói cho anh nghe này, cái Việt Nam đó anh thì chẳng là cái kiểu con nhà nghèo, nó làm gì cho nó muốn có gọn gàng cho nó xong đi. Còn ông Mỹ ông lê thê lắm chứ có phải không, cái xe của anh đó thì nó cũng chỉ như vậy thôi, anh mang một cái xe đến đó là nó phải thế, làm thế này thế này thế này, mỗi lần mà nó sờ đến mình anh nó phải trả tiền chứ nào, nó tính tiền ở đâu thì mình biết. Nhưng mà mỗi lần mà nó ngồi nói chuyện nó thì giờ của nó, một cái thằng nó ngồi làm bây giờ là phải 2, 3, 4, 50 đồng một giờ. Nó đến nhà, nó đến xe mình, nó đến cái tiệm nhà mình, nó kéo đi thì nó bao nhiêu đó tiền của nó, một rồi nó in tờ giấy ra rồi nó biểu mình ký. Tôi nói cho ông nghe, ông ký rất là cái là mình càng ký nhiều thì họ làm việc nó càng có công việc thêm, con người ta nó càng bận rộn ra. Tất cả mọi người đều phải chạy theo guồng máy hành chánh, tất thành thử ra con người bên này anh nói là tôi thấy về anh, tôi thấy anh về là anh biết là mà quả thật là như vậy, cuộc sống bên này rất là bận rộn. Tôi đây nè, tôi đây mà tôi không có làm gì cả, buổi sáng dậy 10 giờ sáng mà tôi xách cái xe ra ngoài đường, nhiều khi là ngày hôm qua đến 7, 8 giờ tối tôi mới về đến nhà, rất là bận nha anh, làm cái chuyện mẹ gì đó rất là bận. Tôi nói cho anh nghe vụ này nữa, anh nhắc tới cái vụ răng tôi mới nhớ. Tôi dẫn anh đi ăn phở với lại anh thấy đi ngang cái một cái tiệm răng, một cái tiệm là làm răng rất là lớn ở Ok, con đường răng, thấy không? thấy thấy. Thì họ ở Việt Nam họ làm rất là, nói một cách khác là họ có sự chuyên nghiệp mà họ rất là làm lẹ. Anh biết tự nhiên xong cái bữa đó nó bị nhóm viên răng, cái răng cùng của tôi nó bị đau, Có tôi thấy. nghe đó vào vô tao nói con sao con răng của bác bữa nay tôi ăn không có được, nó đau quá. Vô ok bác gọi đi, 15 phút sau nó nhổ tôi ra đồng xong. Anh biết nó lấy nhiêu tiền không? Không. 150 ngàn, 150 ngàn tiền Việt Nam thì tính ra như là chưa được 10 đô, chưa được 10 đô, có 7 đô thôi. Mà cái đó mà về Mỹ thì thôi rồi, là quá mấy trăm, rõ ràng cả trăm rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là liên răng Đúng thì bất tiện lắm, từ nhà quẹo ra tay phải là xong, ngay tới đó là xong, là liên răng cũng nguyên nguyên một hàm cũng 150 ngàn. Nó thực sự là mình nói là cái chi phí y tế của Việt Nam mình nó tuyệt vời, rất là gọn, rất là lẹ và rất là rẻ tiền, nói chung là vậy, rất là sướng luôn, thẳng là vậy luôn. Và cái dụng cụ y tế của Việt Nam mình cũng không khác gì ở Mỹ, ngay cả là cũng máy, cũng móc, cũng ghế ghế ngồi bây giờ bên nha khoa Việt Nam cũng rất là hay đó nha anh, còn ghế nhập không à nha, cũng lên xuống mà điện tử các cái đầy đủ không đó. Nhập không như Việt Nam thì nó có Đúng làm được. rồi, thật ra vì đó là bởi tôi mới nói thiệt anh, nó khổ là nó lên bở bên này cái chó gì thì cũng hạn, thậm chí nhiều khi anh không anh à, bác sĩ anh mới đau bệnh nhức đầu, anh thổ tả, anh mất dịch gì, anh tới bác nhà thương
không thể nào tới đường đột cả. Anh tới đường đột là chỉ có khi nào MBC thôi. Mà MBC thì nó cứ chặt anh cái tiền xe đó, 1,000+ tiền xe nữa, tức là nó tạo đủ mọi lý do để lấy tiền. Rất là bận, rất là bận này. Mà cái cuộc sống này mà quả thật là nó bận thật chứ không phải không? Đúng rồi. Đủ thứ việc làm. Tôi ở Việt Nam gần 9 tháng trời tôi thấy không? Đúng, phải làm gì đâu. Hãy nè, tôi cũng thấy về đây bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất thì nó dồn vô tự nhiên thôi. Nó buồn ngay rồi. Nó không có cái gì mà là rất là phải. Đó là cái mà em thấy là từ cái chuyện sửa xe, từ cái chuyện bệnh viện, từ chuyện y tế, từ chuyện bảo hiểm, nó dài lê thê kỳ rồi nè. Đây tôi nghĩ là cái chuyện là chắc là tôi phải apply cái chuyện mà về bảo hiểm về của nhà nước á. Ok. Tôi nghe đó. Thì bữa đó tôi đi sớm lắm, tôi đi xuống ngay chỗ mà Security Center. Ok. Để mà bảo hiểm, để mà đăng ký những người mà hưởng bảo hiểm quy chế bảo hiểm của nhà nước. Người già. Ok. Thì người già đó thì tôi vô tôi đăng ký. Đâu có đơn giản như mình nghĩ đâu, vô đó. Anh nghĩ là chỗ tôi là mùa đông lạnh chết mẹ luôn, nó bắt tôi xếp hàng mà rất là đông người xếp hàng rồi. Vô đâu có đơn giản đâu, vô phải rút số, đúng số xong phải đi cộng qua cái cổng Security để nó khám mình có mình xuống vô liệu nổ gì không anh nào. Anh quên ví dụ, trước khi hồi đó là tụi mình với tôi với anh trước khi nói chuyện là phải trình báo cho ông bảo là người trong người không có mang súng. Đúng rồi. Lâu quá là mình mới làm cái vụ đó. Vô đủ thứ vô, bộ đủ mà có đèn có, nói chung đủ thứ đàng hoàng, xong vô đàng hoàng ngồi chờ coi đàng hoàng. Thủ tục rất là rườm rà. Trời ơi khổ quá, nó có mấy cửa sổ tự ghi số, anh vô y chang vậy rồi cũng ngồi đợi rồi. Đi không là con mẹ gì cả mà đi hết tới gần nửa ngày trời thì mới xong cái việc. Rồi xong cái việc là hỏi thăm thôi để mình về mình thinking, tức là mình suy nghĩ lại. Thế thì hỏi kỹ ra rồi, 165 đô cho mình, đó là normal bình thường thôi. Đúng là rồi. Để thế thôi, thì đúng coi rồi. Như là nếu anh apply thì bắt đầu trừ tiền anh, trong cái tiền tài khoản của anh nó đại hái vậy, để làm vài. Thì tôi mới suy nghĩ, tôi mới nói là bây giờ tôi thì không ở đây nhiều, một năm tôi ở vài tháng, còn đa số tôi ở bên nước Việt Nam của tôi. Thì cái đó là nó quá quyền của mày thôi, nhưng mà nếu mày mua thì mày đi mày cũng phải đóng tiền con. Đúng rồi, đúng rồi, trong bụng nghĩ tiết tiền quá luôn. Đúng rồi, đây ai là đúng rồi, hết nào đúng cái hết mấy triệu bao nhiêu tiền được bao nhiêu để chị anh mua đủ mà coi là bảo hiểm cao cấp hơn ví dụ vậy, đúng không? Không thiếu ra thì mà trong bụng mình suy nghĩ vậy thôi. Từ tức quá tới bữa nay cũng chưa học đơn từ nó kêu mày nếu mà muốn á, thì đưa cho sách từ giấy tờ để về nhà mày đi vô, còn mày nếu mà không muốn thì mày khổng hoàng đi đó. Ê đó. Thì tao không mua bây giờ, mày mốt tao mua sao? Ê mày mua không được mày, đúng rồi nó kỳ đấy, bây giờ nó đang phân vân biết không, không mua thì có mày mốt mình mua tả lỡ mình về đây mua nó mà chết rồi. Đúng rồi, mày không mua thì mày không mua luôn, không sao. Đúng hết rồi. Nhưng mày mua trở về mày rê mua là cái thằng có chuyện nó nói là có chuyện đấy khổ đấy, để nói nghe nè, cái vụ mà ông muốn có xài đó mà nó cứ chạc ông á, thì giờ tôi khoan hát nói về cái thân thể ông nhá. Bây giờ tôi nói cái nhà ông nó có cái đường nước, ông về Việt Nam 9 tháng cái đường nước ông khóa lại điện ông tắt, bill vẫn trả đều đặn. Chính xác, bảo đảm anh bill tháng nào cũng đến, không biết nó chặt cái mẹ gì xong đó đều đặn. Đừng có nói chi là cái thân thể, cái bảo hiểm sức khỏe của ông, cái chuyện ông có xài hay không xài là cái chuyện của ông, nhưng cái chuyện mà nó lấy tiền của mình hàng tháng thì nó cứ lấy. Nói như vậy để nói như vậy để cho mình anh những người ở Việt Nam hiểu rằng ở đây, hiểu cho rõ cái xã hội nước Mỹ và những cái mà mình muốn nói là cái điều là thường thường người Việt Nam, người Việt mình mà chưa có đi qua Mỹ, họ nghĩ cái đời sống của Mỹ nó rất là đơn giản lắm, họ nghĩ cách rất đơn giản, họ không bị và họ không chưa từng gặp và chưa từng ở Mỹ cho nên vì đó họ thì ở đây có những cái mà chúng ta, tôi với anh Phượng quá lâu năm rồi ra, nhưng mà những cái mà
từ xưa giờ quên nói, thì bữa nay sẵn vậy thì mình cũng nói luôn, đại khái vậy thôi chứ thực chất không ai lý chuyện để nói là cái gì, à, không ai lý từ tiền điện là tiền nước hay là anh không xài nó cũng lấy. Tôi nói đâu, đừng tôi nói cái thân bản thân của ông bây giờ ông về Việt Nam 9 tháng ông khóa nước lại tại vì nước, nó vẫn lấy gì thừa, trách nhiệm của ông nó vẫn lấy gì thừa, bảo đảm ông tiền bill về đều đặn, không biết nó trả gì trong đó, bảo đảm vinh dự. Thực sự là vậy rồi. Những lúc gần đây á, đất nước Việt Nam mình thực sự là mình rất là vui mừng. À, những ông lớn, những cái người mà nguyên thủ quốc gia các nước tới Việt Nam mà để làm ăn rất là nhiều, mình cảm thấy rất là vui. Mình nói hay vui đùa là bái kiến thiên triều á, có nghĩa là tới giờ ai cũng bái kiến thiên triều hết trơn. Đó là những cái lời nói vui thôi, nhưng thực chất là đất nước mình đang nhà bao Việt. Đó là nở hoa đấy. Nhà bao Việt. Rồi. Anh nói gì đi. Mình dạo này thấy bắt đầu nôn. Anh sắp sửa đi rồi. Yeah, anh rất là một mình. Tôi quê đội lắm rồi đó nha. Tôi nghĩ năm nay tôi về được kỳ này. Rồi năm 2014, 24 đó tôi về được bao đời nữa. Nhưng mà đến 2025, tôi biết năm 2025 thì là tháng 4 tôi sẽ ở trong Nam, ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Tại năm đó là năm 50 năm ngày chấm dứt chiến tranh. Năm 2025 mình sẽ về Sài Gòn, mình sẽ về Việt Nam khoảng chừng tháng 4, tháng 3, tháng 4. Mình ở trong thời gian khoảng đó. Tại vì 50 năm. Tôi nghĩ là trong Nam mình có một cái lễ rất là, trong thành phố mình có mà những cái lễ mà rất là lớn ạ. Rất là lớn. Thôi lễ tôi bảo đảm cho anh là ngày đó. Tôi sang lại liên quan kỷ niệm là năm. Ok, ông về cái chỗ cô làm cũ không? Nãy giờ thôi bây giờ ngày xưa làm tôi phải ông mấy ông trả tiền tôi, giờ mấy ông cho tôi làm ngày hôm nay tôi trả tiền cho mấy ông. Ok, ngày đó chắc chắn là và năm nay 34 chắc là tôi cũng phải về thôi. Nha. Chuyện này mình đang năm tháng 4 tôi nghĩ là tôi sẽ ráng về Việt Nam tháng 4 kỳ này để tôi lấy cái đà tôi về tháng 4 năm 2025, 50 năm. Tôi nghĩ cái lễ đó là những cái lễ rất là quan trọng. Năm 2015 ấy, tức là 40 năm ngày giải phóng, ngày thống nhất đất nước đó, là tôi đã về đến Sài Gòn rồi chứ, mà rồi tôi phải quay trở lại đất Mỹ anh, mà tôi về đúng cái ngày đó, đó tôi về đất Mỹ là bên Việt Nam, tôi về đất, trở lại đất Mỹ là tôi bị emergency, tức là về đến đây là 30 tháng 4 năm 2015 này, thành thử ra mình mất cái lễ 30 tháng 4 năm 2015, mà thành thử ra bây giờ hy vọng là 2025 lễ 30 tháng 4 lễ thống nhất Việt Nam mình sẽ ở Việt Nam, phải ở trong Nam. Chắc là vậy rồi, mà tôi hứa với anh là những cái năm gần đây bắt đầu từ ngày này là năm nào tôi cũng có mặt tại Sài Gòn. Năm nào cũng có đảo này. Tôi thấy tôi sẽ gọi nắm xương tàn về cố quốc đó là không, anh nhìn chỉ không có sao hết. Mở cửa okay. Mã ra dòm ra dùng lại không có Việt Nam nào lũ đâu đấy. Mời anh em kêu vô người này người kia nói chuyện thêm vô. Rồi coi có okay. Để có được rồi chắc okay, cho mình ngừng ngang cho tôi phải nghỉ chút, tôi kiếm gì cũng được. Okay, tôi bay này đi nấu cơm. Ok cứ vậy đi nấu cơm mà. Ok kiếm gì ăn. Ok mọi người nghe. Ok chào tất cả mọi người.